Có một bạn lớp 7 hỏi thầy cái bài tìm x mà có chứa căn bậc 2. Đề bài bạn chụp cho thầy đây. 4 căn x trừ 2 bằng 6. Một số bạn lại bắt đầu là bảo nó dễ đúng không? Bạn nào mà chê cười bạn cũng như là chê cười thầy vì làm bài quá dễ. Là thầy chặn đấy nhá. Chúng ta phải tôn trọng bạn. Thầy thì rất vui khi các bạn hỏi bài thầy. Và cũng rất vui khi mà thầy có thể giải được bài để giúp cho các bạn hiểu bài. Rồi có niềm tin về việc cứ học đi rồi nó sẽ tiến bộ. Chúng ta chưa giỏi thì chúng ta bắt đầu từ những bài dễ. Chúng ta giỏi rồi chúng ta bắt đầu từ các bài nâng cao. Việc chúng ta giỏi hay chúng ta chưa giỏi đấy là việc cá nhân của chúng ta. Người giỏi thì cũng chẳng có gì để mà đi chê bai người chưa giỏi cả. Người ta chỉ chưa giỏi cái phần này thôi. Nhưng người ta có nghệ thuật, người ta có năng khiếu, người ta biết đánh đàn, người ta biết hát. Người ta biết chơi thể thao vô cùng là giỏi thì sao? Nhá, đừng có đi chê bai người khác. Ai mà cứ vào cái video này chê bai linh tinh là thầy chặn đấy nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta phải hiểu là cái phép nhân sẽ làm trước Thì cái chỗ này phải làm trước này Nó ra một biểu thức A nào đó Trừ đi 2 thì bằng 6 Còn còn trở về tiểu học Số bị trừ Trừ đi số trừ Thì bằng hiệu Vậy số bị trừ Sẽ bằng hiệu Cộng với số trừ Tùy từng video mà thầy lại giảng Cái mức độ kỹ hay không kỹ nó khác nhau Bởi vì thầy biết rằng ai là người đang hỏi thầy yeah. Nhá được chưa? Số bị trừ thì bằng hiệu cộng số trừ thầy nhắc thế. Hoặc khi mà chúng ta nói a trừ 2 bằng 6 thì chúng ta có thể áp dụng quy tắc chuyển vế đổi dấu ở lớp 7. Lớp 7 đúng không? Chúng ta sẽ có cái lớp 7 là quy tắc chuyển vế đổi dấu. Thì chúng ta giữ nguyên a bên này, chúng ta giữ nguyên 6 ở đây, chúng ta chuyển cho thầy cái âm 2 sang bên này thì thành cộng 2. Như vậy a ở đây sẽ bằng 8 là mình đang xử lý cái A này thôi đấy A là cái chứa x mà còn mấy cái không có x này thì mình xử lý với nhau mà mình phải tìm cái A này trước xong rồi khi cái A này là 4 nhân với căn x mà bằng 8 thì bây giờ lại là nhân thì đây là thừa số chưa biết thì bằng tích chia cho thừa số đã biết ai mà quên đấy thực sự là lớp 6, lớp 7 thậm chí lớp 8 mà còn quên tìm x cơ bản thì nói với thầy thì tìm các video tìm x cơ bản từ hồi lớp 4, lớp 5 thầy vứt vào cho mà xem mà học lại đi chứ tìm x cơ bản không học được ấy là sau này nó bí lắm gặp các bài tập ở lớp cao nó cứ sai lung tung beng cả nhá mình quên thì mình chịu khó học lại và thế thôi thế căn x ở đây là bằng mấy căn x bằng hai rồi câu chuyện tiếp theo là gì khi mà căn bằng hai thì mình lại phải nhớ lại với nhau là căn của một cái số không âm là gì ví dụ như là căn 9 đi thì nó ra ba căn 4 đi thì nó ra hai căn của 25 đi thì nó ra 5 căn của không đi thì nó ra không căn của một thì nó ra một nhưng căn của âm 2 thì sao? Căn của âm 2 thì không tồn tại Vậy Là tiện thể giải cái bài này thì mình nhắc với nhau một tí Căn của mấy số dương Thì được Căn của số 0 cũng được Nhưng căn của số âm thì không được Thế mà căn là ra cái gì? Là ra cái số nào đó mà bình phương lên bằng số ban đầu Thế thì căn là ra số nào đó mà số đó bình phương lên thì bằng số ban đầu Vậy thì cái ông x này chính là hai bình phương Vậy chính là căn của hai bình phương thì ra hai Chính là căn của 4 thì ra hai đó. và để mất căn chỗ này thì người ta vẫn hay gọi với nhau là bình phương hai vế từ cái việc căn x bằng 2 thì người ta mới lấy căn x người ta bình phương lên thì bằng hai bình phương và bình phương lên thì mất căn vậy thì x sẽ bằng bằng 4 đấy để nhắc sơ sơ tất tần tật như thế còn vào bài trình bày của bài này thì sao chúng ta sẽ bắt đầu như thế này 4 căn x trừ 2 bằng 6 xuống dòng viết cho thầy 4 căn x thì bằng 6 cộng 2 thì đây là 4 căn x bằng 8. Như vậy là căn x sẽ bằng 8 chia 4 và như vậy là căn x bằng 2. Và ta viết cho thầy luôn và đây là x bằng 2 bình phương và bằng 4 xong. Đấy, lời giải sẽ là cái đoạn dưới này này. Còn tất cả cái trên kia là thầy phân tích cho bọn con hiểu kỹ lại thôi.